Chú Quán. Dạ. Mang rượu thêm ra đây. Trời ơi, mang rượu ra. Cậu sai quá rồi. Cậu về đi cho chúng tôi dọn quán nữa. Về hả? Về đâu? Tôi làm gì có nhà mà về. Cậu sai quá rồi. Nhà cậu sao không có? Hay để tôi kêu mẹ cậu đến để đưa cậu về nghe. Ông ơi. Gì bà? Ông mau chạy qua kêu bà Lệ á. Nói với bà Lệ á, đưa cậu Trọng Nghĩa về. Bây giờ cậu sai quá rồi, không về nổi nữa đâu. Ừ. Không được. Ngừng lại. Không được đi. Tôi cấm mấy người làm như vậy. Tôi bây giờ là một đứa con vô thừa nhận, không cha, không mẹ, không có gia đình người thân, không có ai chứa chấp nữa đâu. Cậu sai quá rồi. Còn không biết mình nói cái gì nữa. Cái vụ này tôi nghe loáng thoáng nên cũng biết chút đỉnh. Nghe đâu ông Tô Hoàng đã tuyên bố từ con, vì cậu Tô Châu không phải là con ruột của ổng, mà là con ruột của bà Lệ đó. Chuyện gì nghe kỳ vậy? Cậu Tô Châu là con của bà Lệ, vậy còn cậu Trọng Nghĩa là con của ai? Là con của ông Tô Hoàng chứ ai. Trời ơi bà ơi. Mấy người đừng có nói bậy. Tôi không phải là con của tên họ Tô đó. Tôi nói cho mấy người biết bà, mấy người đừng có ăn đằng sống nói đằng gió. Tôi sao lại là con của kẻ ác nhân đó chứ? Cậu sai quá mấy rồi. Mấy người đừng có bịa đặt. Mấy người định hùa với nhau giỡn mặt với tôi đúng không? Định giỡn với tôi phải không? Tôi điên lên đó. Ai cũng điên hết rồi. Điên hết rồi. Gì vậy? Rồi ai cũng điên hết mà. Tất cả mọi người đều điên hết rồi. Điên hết rồi. Trời ơi. Điên. Điên hết rồi. Thôi kệ tôi đi. Không phải là con của Tô Hoàng. Ông sai quá rồi. Điên hết rồi. Điên. Điên hết rồi. Nói nổi. Nhậu đã hả mày? Ê, ê, ê. Ngài á, công nhận ngồi bẻn quá trời quá đất luôn á. Đứng lại. Mày nói gì đó mày? Tụi bây mày nói gì tao đó? Ai nói gì mày đâu? Hả? Rõ ràng tôi nghe tụi bay nói xấu tao. Nói cho tụi bay biết, tao không phải là con của tên cặn bã đó. Nè, mày xé rồi, ăn nói lung tung rồi đó. Tao không có thèm chấp đâu. Về đi. Nè. Ê, về. Mấy người đừng có ở đó mà ăn nói bậy bạ. Chính tao tôi nghe được. Mấy người nó lấy sau lưng tôi bây giờ còn chối hả? Điên hết rồi. Sao sao lại hùa nhau? Tin vào mấy câu chuyện quán đường đó chứ. Cái thằng này, mày muốn kiếm chuyện hay sao hả? Nè, tao nói một lần nữa, mày mà còn lải nhải thì đừng trách tao nha. Thôi đi về đi, nó sai rồi. Tôi không có sai. Mấy người mới sai đó. Mấy người đang nói sai sự thật. Mấy người ăn nói tầm bậy, hãm hô, ăn nhậu cho cố vô, ăn nói hồ đồ, vô căn cứ. Cái thằng này. Thôi được rồi. Mày muốn chết hả? Tao đánh cho mày tỉnh bây giờ. Thôi bỏ đi. Được. Đánh đi. Tao cũng đang muốn tỉnh đây. Thôi. Tỉnh để nhìn rõ mọi thứ. Đang đảo lộn tuần phèo. Nè, đánh đi. Đánh đi. Không muốn đánh hả? Không cho đánh hả? Mày đánh đâu hả? Buông tôi ra. Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Sao đánh cháu tôi dữ vậy? Tại nó đó. Nó gây sự. Đánh tôi trước. Nè 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 nè. Dạ dạ dạ. Dạ chắc nó sai quá rồi. Thôi mấy anh bỏ qua cho nó đi. Nha. Nha nha. Đánh đi. Con. Mày đưa nó về đi. Không thôi ở đây tôi đánh nó chết bây giờ đó. Dạ 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 rồi. Dạ rồi. Dạ dạ. Chết tôi đi. Đứng lại. Mấy người đi đâu vậy? Đánh tôi chết đi. Đánh tôi đi. Tí hẹn mà. Có nghe cậu nói gì không? Lại là con của hắn. Đi về. Tôi không phải là con của hắn mà. Đi về. Tôi không có mang dòng máu của hắn. Không thể nào mang dòng máu của hắn được mà.
Mấy người không được đặt điều nữa mày. Tôi là con của mẹ tôi. Mấy người nói bậy. Nói bậy. Tôi không thể nào là con của tên vô loại đó được. Không thể nào. Tôi còn của cô Út. Tôi còn một người anh nữa. Mẹ tôi đã sanh tôi ra và nuôi tôi khôn lớn. Mẹ tôi yêu thương và lo lắng cho tôi hết á. Còn hắn là đồ cặn bã. Chính hắn đã hại chết cha tôi. Phải bắt hắn. Bắt hắn đi. Tôi không phải là con của hắn. Nói bậy. Nói bậy. Cô Út. Dạ. Đem ra giùm tôi đi. Dạ. Cơ đơ. Cơ người cũng đều nói bậy. Tí em mà. Con là con trai của mẹ. Mãi mãi con vẫn là con trai của mẹ. Không có gì thay đổi cả.